Trời ơi, Titan TV Man của tôi bị cái gì vậy trời? Ngày hôm nay chào mừng các bạn đến với tập mới của bộ phim Skibidi Toilet tập 77 phần 3 nha các bạn nha. Ngay bây giờ các bạn nhìn đi, khuôn mặt của anh ấy dường như đã bị nứt ra các bạn à. Chuyện gì đã xảy ra với Titan TV Man của tôi vậy trời? Phải mở bài nhạc lên nghe mới được. Tạm biệt Skibidi nha. Có khi nào ngày hôm nay mình sẽ tạm biệt anh ấy luôn không vậy trời? Đã mất tay tình cameraman rồi, bây giờ còn mất thêm ông này nữa thì hết cú bộ phim này các bạn à. Thuốc của mình đã hết rồi mà bây giờ còn gặp chuyện này nữa là thuốc đâu tôi uống trời, tôi khùng luôn quá anh em. Ngay bây giờ để hạn chế cái độ khùng của anh Jay thì các bạn nhớ để lại cho cái video này một nút like nha. Nhưng mà nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Mình thì các bạn sẽ cùng vô coi coi là chuyện gì nó xảy ra trong tập phim mới lần này nha các bạn nha. Tập này nó khá là lâu ra cho nên mình nghĩ là nó sẽ khá hay đó. Let's go baby, nhấn like đi kênh nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ xem trên kênh YouTube của anh hai của mình là kênh của anh Dao Phu Bom nha các bạn nha. Tập 77 phần 3 nha anh em, bắt đầu nào, let's go. Ồ, có tiếng nhạc. Quê quá, tiếng nhạc hay vậy. Camera Woman. Oh my god, nắm tay Camera Woman, let's go. Một nút like liền các bạn ơi. Vô. Gì vậy? Oh no, tụi Astro tới các bạn à. No, god, please no. No. No! Ở đâu vậy trời? Bắn tụi mày nè, bắn tụi mày. Ây, trời, nó phản công lại các bạn ơi, nó bắn qua trời bắn luôn kìa. Anh em, tiến lên, đừng sợ. Ủa, có camera của mình. Ồ, chỉa vô, khai quả. Xe tạc, ôi, ôi, Skibidi bắn tùm lum. Oh no bro. Hay quá, người ra một chỉ camera. Ui, quầy quá cái gì đây? Khẩu súng thần công mà có thể bay giữa không trung như vậy hả, này mới nha. Hả? Quầy quá, đạn gì? Đạn nó có thể dí theo luôn các bạn. Let's go baby. Ngầu gì vậy? Skibidi Michael dắt xe. Ngầu đấy. Thành công rồi các bạn à. Bảo vệ cân. Oh no, có asteroid bự quá các bạn à. Oh my god. Mọi người chạy đi. Ui ui, nó bắn một cái. Bắn một cái nhiễu màn hình luôn đi. Quái trường. Ui, Camera Woman đừng bảo vệ em. Đừng, dừng lại đi. Ui, đừng có nói chị tính làm giống như kia. Oh no, dừng lại đi chị ơi, đừng, chị không thể làm kia đi. Stop it. Oh no bro, no 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 no, em không cần chuyện này. Đáng lý người bảo vệ chị phải là em, tại sao bro? Đừng có dên Kirito nha chị. No no, let's go. Oh, có TV của mình cứu các bạn ơi. Woo. Một chạy pháo tay nè anh em, let's go baby. Cuối cùng cứu được hai người đó rồi. Cái gì đây? Tụi bay làm gì ở đây? Hãy đi đi, để tao lo. Ủa ai vậy? Ủa? Slender TV Man. Tới lượt tao rồi, thằng đầu chú Bin. Ai đây? Ai vô vô vô. Ủa tôi xong rồi. À không sao, mình vẫn ngồi coi phim được các bạn. Trời, nó bắn ra bốn súng luôn các bạn à. Mày hả mày? Quỳ tay tên tiên bên. Let's go baby, let's go. Tay tên tiên bên cuối cùng nó xuất hiện rồi các bạn à. Đúng là đại ca của chúng ta. Ê mà khoan, lúc này ảnh chưa bị nứt màn hình mà hồi nãy cái hình kia là ảnh đã bị nứt màn hình rồi các bạn. Có khi nào giờ ảnh sẽ bị thương không ta? Nhưng mà anh đừng chết nha, em đang nghĩ anh đừng chết nha. Ok, let's go, bắt đầu nào các bạn ơi. Có đứa sắp phải chết mà đó không phải là tao. Let's go. Anh nói luôn nè các bạn, mày nó có xạo đâu nè. It's not me. Có đứa chuẩn bị chết nhưng đó không phải là tao. Ngầu chưa? Bấm like liền các bạn ơi, quá ngầu quá ngầu. Bắn hả mày? Chém luôn, let's go. Bắn tia nguyên tử lại cho mày khóc nè. Này bắn viên đạn các bạn ơi. Ui, nó tông vô luôn kìa. À mày liền, ôi thằng này chơi cắn rồi bà. Nó cắn mất cái màn hình đi. Ok, nhìn vô đây đi. Nàng Khải Quyền. À mày núp à. Tháo cái mũ ra cho mày biết thế nào là chặt đứt quả cam. Let's go. Ngầu dữ, đứt thêm cái màn hình nữa. Đứa nào vậy? Thì ra là mày, bắn lén. Bắn lên em. Ui, ái dạo nổi xong luôn, thằng kia nằm ơi. Ui, nó nhảy vô nó quýnh mình nè các bạn ơi. Ê, nó có nhờ, có đi. Nó làm nứt màn hình của anh tôi ơi. Mày giỡn trò mày ăn tia nguyên tử luôn. Khóc đi con. Giỡn mặt với tên TV Man hả? Sui. Let's go.
Easy Game. Titan Demon nói là: ê, những cái đứa cameraman kia, Titan của tụi bay không muốn tụi bay hy sinh một cách oan uổng đâu. Nói chung là một cách gọi là gì ta, một cách meaningless, có nghĩa là không có ý nghĩa các bạn. Cho nên là sao, hãy rời khỏi đây khi mà tụi bay có thể. Còn nghe chưa? Nghe chưa? À, làm kêu mấy đứa kia hãy đi đi để cho ảnh một mình chấp hết. Mày tới đây kiếm chuyện đi. Ây da, thằng này né được luôn hả, nhanh vậy. Ôi, nó bay vô kia đi. Ô mày, No. Wait a minute. Giga chat đã té rồi. Nó kêu too slow, quá chậm. Ây da, no bro, ai cứu anh đi. Làm ơn coi, đâu cứu đi. Ồ, hình quá, ai cứu vậy? Chiếc xe tăng đã cứu các bạn ơi, let's go. Oh no. No. Xe tăng nó đi rồi các bạn à, cảm ơn xe tăng nhiều. Thằng quỷ, quýnh nó đi anh. Mày lão hả? Mày không thể giết được thần chết đâu thằng quỷ. Ta sẽ cho biết thế nào là mặt bên kia của trái đất. Let's go baby. Bóp nát quả cam. Oh no bro. Let's go. Quá hay. Tập này 10 điểm anh Davu ơi. Oh my god. Wow. Bạn có ổn không vậy anh bạn? Tôi ổn. Daddy TV Man, Shadow TV Man, chúng tôi sẽ dịch chuyển mọi người về căn cứ. Nghe bây giờ các bạn tưởng mình đang chú ý tới anh này đúng không? Không có đâu. Anh mất tay chèo nhau. Chi Minh nói bây giờ mày cơ lại đây nè. Không có trả lời. Wow, TV World mà được nâng cấp cái gì đằng sau nhìn ngầu dữ vậy. Let's go, nhìn giống y chang như Daddy TV Man luôn. Hãy rời khỏi đây đi Titan TV Man. Đúng rồi đó, vậy đi anh ơi. Em thấy anh là cú xịt lửa lùm la đó. Vậy là anh không chết các bạn à. Oh no. Mấy thằng rác rưởi, hãy mang cho tao một kẻ thù mạnh đi. Một kẻ thù xứng đáng. Vụ gì nữa, là mấy con này chưa đủ mạnh vậy. Oh no bro. Oh no bro. Oh no. Mày sẽ không thể nào thoát khỏi tao lần này đâu Titan TV Man. Astro Emperor. Holy crap. Chạy đi anh. Chạy đi. Không quýnh nổi đâu. Một mình cân bốn sao mà không quýnh nổi. No. Hết phim luôn rồi các bạn ạ. À. Ồ vậy là chưa. Let's go. Chưa có chuyện gì xảy ra cả các bạn yên tâm. Ôi nhưng mà một bình cân 4 thì không cân nổi đi ông nội. Quái cái chữ nữa cái chứ. Một cân 4 là chỉ có J-Gray thôi. J-Gray một cân 4 trong Free Fire trên kênh J-Gray TV nha các bạn. Chứ bây giờ Titan TV Man là một cân 4 là giống như cái này luôn nè. Là cái gì biết không? Là cái nịt đó mấy ông nội à. Thua đó, quýnh không có lại đâu nha các bạn. Nhưng mà nhìn anh ấy như thế này mình đau lòng quá, mà mình còn hết thuốc mình uống nữa các bạn. Ây trời ơi, còn thuốc uống cho đỡ khùng chứ giờ hết thuốc là dễ bị khùng lắm các bạn à. Cay thật sự. Thôi bây giờ để giảm bớt cái độ khùng của anh chị nên anh chị phải coi lại một lần nữa nha các bạn nha. Ai muốn thì bình luận chứ ok để mình nhìn những chi tiết bí ẩn trong phần này nào các bạn à. Let's go baby. Wow, tập này đúng hay luôn á. Chúng ta đã có sự xuất hiện của cameraman, camera woman và có cả TV woman nữa. Nhưng mà mình vẫn thích TV của mình nhất nha. Ây vô. Ui quá tụi nó đông quá trời đông luôn á. Ui ghê. Ghê không, thấy camera của mình ngầu không các bạn. Mày hả bưởi. Skibidi Astro vẫn. Trời chi này chỉ lộn ghê thiệt á. Chuyển qua mắt màu đỏ. À vậy có nghĩa là cái này nó sẽ được chịu sự điều khiển của chị camera woman và nó bắn nó còn dí ra được nữa các bạn, y chang như tên lửa dí ngoài đời luôn. Let's go shoot. Skibidi Michael dắt xe quá hay. Bấm nút like và tụi nó tới nữa. Một con khổng lồ, con này nó bắn một cái là màn hình nhiễu luôn.
chứng tỏ là viên đạn quá mạnh các bạn à. Let's go baby. Khúc này đúng mắc cười luôn các bạn. Cái đít của chị ấy bị dính lửa, vậy nó lấy tay phủi bẹt bẹt bẹt. Hơi ý là cũng không có để ý đâu, nhưng mà tại vì nó vậy, nó trước mắt vậy đó. Nhưng mà chị ơi, chị đâu phải là anh Kirito đâu mà chị làm gì vậy trời? Không phải Kirito, bà tưởng phải là Kirito các bạn à. Má bị khùng mất các bạn. Cũng may là có ngay là chị tìm yêu mình tới cứu nha các bạn nha. Ê vô bro. Wait what? Tạm biệt Skibidi nha. Tạm biệt toilet xin xin. My em đốp đốp. Yes yes. Ai, ước gì tôi là TV Akame đâu rồi. No no, không ước cái đó gì hết á. Wait a minute. Tụi bạn làm gì đây vậy? Hãy lui đi, để tao lo cho. Ghê, lấy hai cái tay bắt hai viên đạn. Tới lượt tao, thằng đầu chú Bin lại đây. Ui, nó lại thiệt luôn các bạn. Vậy nó tên là đầu chú Bin nữa. Ây vô. Nó bự nhưng mà nó bay nhanh ghê luôn các bạn à. Nó còn bắn vô nè. Mày hả, bưởi tên team em xuất hiện rồi. Có đứa chuẩn bị chết. Và chắc chắn không phải là tao. Let's go baby. Tại lần team em nó xuất hiện rồi, mình phải mặc cái bộ đồ này mới được. What the hell? Để tăng thêm tinh thần quýnh võ nha bạn nha. Anh ơi, quýnh đây em sẽ ủng hộ cho anh. Let's go. Nó chơi mình, nó chơi cắn rồi mấy bạn. Mất cái TV rồi, nhìn tao nè. Đèn khải quyền là con. Lại đây à, đeo mắt kiến hả mày. Lấy cái mũ bảo hiểm ra, chắc đứt quả cam luôn. Easy game. Thêm thằng nào nữa. Mất thêm cái TV nữa rồi. Bắn xong còn cười, bắn lén mà còn cười hả mày? Ủa đó là ai vậy các bạn? Mình thấy có một cái nhân vật bay ngang, nhưng mà đó là có phải là Skibidi không các bạn? Vô nhìn không kỹ, không biết ai luôn á. Wait what? Đây chính là ông nội Stack mà. Chính là con Skibidi chết trứng thì phải á. What? Trời ơi, con này chỉ dơ lấy hai cái bóng vuốt ra đập hư cái màn hình của ta. Mày hả mày? Ăn tia quyền tử đi con. Easy game. Quá ngầu. Tại tình cameraman không muốn các cậu chết một cách uổng phí đâu. Hãy quay trở về căn cứ khi mà các bạn có thể nhé. Bây giờ tới lượt tôi, một mình tôi chấm hết. Let's go, Giga chắc với chúng ta. Mày bay bay nữa đi. Ây da da da. À, mày bay ghê đấy. Gạt gió. Xét rô da mốt. Hold up. Tu slow. I so slow. Ây da, nó cứu tôi ơi. Come on. Hay quá, có một chiếc xe tăng tới cứu các bạn ơi. Một lúc chào tạm biệt cho người anh em mày nào các bạn à. Tạm biệt Skibidi nha. Tạm biệt toilet xin xin. Mai em đốp đốp. Yes yes. Cảm ơn anh rất nhiều về đó cứu tay tình TV Man. Các bạn hãy nhớ bình luận cảm ơn anh ấy nha. Nice. Không biết là có ông cameraman ngồi nó có chết không nữa. Thằng quỷ, mày không thể giết được cái chết đâu. Tao chính là thần chết đây. Tao phải cho mày biết thế nào là thế giới bên kia. Oh no bro, bóp nát quả cam. Let's go. Quá ngầu các bạn. Ông này không có chết, là chỉ có cái xe tăng nó bị nổ thôi các bạn ơi. Bạn ổn chứ người anh em?
Vô. Sau khúc này mình thấy tự nhiên cái mạng, cái đèn này nè, các bạn thấy đèn sáng sáng màu xanh không? Khúc sau nó bị mất cái đèn màu xanh luôn. Mà mất cái đèn có nghĩa là... Ê, đừng có chuyện này nha. No. Tôi sẽ dịch chuyển mọi người về căn cứ. Hãy rời khỏi đây đi, Titan TV Man. Ok, tôi về liền. Cái gì nữa vậy? Lại là bọn này. Ba thằng rác rưởi, hãy cho tao một kẻ địch xứng tầm đi. Một cưng ba rồi mà ổng còn gáy bẩn nữa các bạn. Bây giờ thằng này nó mới ra nè. Astro Emperor, lần này mày sẽ không thoát khỏi tao đâu Titan TV Man. Anh bị khùng à? Một mình quýnh hẳn sao lại? Nhìn lại mình đi bro, nhìn lại mình đi. Trời ơi ông nội ơi, nhìn ông còn tàn tạ hơn là cái TV của bà nội tôi nữa. Quái cả chừng. Rồi quýnh sao lại? Thằng cha khùng này, đúng là ảo tưởng sức mạnh quá mức mà các bạn. No. Titan Speakerman ơi, anh ở đâu? Hãy qua đây cứu anh ấy đi mà, làm ơn. Cay thật sự các bạn. Ngay bây giờ các bạn nhớ lại cho video là một nút like nha. Bây giờ video đã kết thúc rồi các bạn à. Và cũng đừng quên rằng hãy bấm thêm nút đăng ký kênh ở phía dưới để ủng hộ Titan Speakerman sớm quay trở lại để cứu Titan TV Man nha các bạn nha. Còn bây giờ thì video đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Các bạn có bất kỳ giả thuyết nào mà hay á, cứ bình luận phía dưới cho mình đọc nhé. Còn mình bye bye.